Hoa phê luôn. Xin chào các bạn nha. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn bắt gặp được nghệ nhân đang chỉnh sửa cây hoa giấy cho mọi người nhá. Đấy. Các đường đi nối bước là đều được anh vào dây và anh đi lòng vòng. Nèo véo. Chuẩn luôn. Cái này là anh đang ngân vặn cái dáng gì đấy ạ? Cây này anh đang làm cây trực các bạn. Làm một cây trực. Có nghĩa là chơi mỗi tán ô đúng không? Ừ, tất cả bên trên sau này thành mỗi một tán ô. Đây là cái gốc của nó nha mọi người nhá. Ấy. Cái gốc của nó rất là khù khoằm luôn. Ấy. Đường đi nối lại là chạy đi chạy lại rất là khó chịu nhá. Đấy, và hoa của nó đây, mặt hoa nhá. Đúng là giấy sắc pháo luôn đúng không? Ừ, đây con này có sắc pháo. Ok anh. Sắp pháo ấy. Được. Đây là khu trang trí của cái sân chơi. Đúng rồi. Để sau này là làm cái khuôn viên sân chơi. Rồi. Trước mắt là mới làm sân xong, làm nhà xong anh làm cái này. Kỹ thuật vào dây rất là ok luôn nhá. Cái sân chơi. Sau này để những cái cây mini về đây. Rồi. Đấy. Qua giấy thì không cần phải kén này. Đây là đây cũng là một số cây ở trong sân của nhà anh nhá. Những cây này thì anh chưa làm này mọi người này. Đấy, anh chưa làm. Nhưng mà hoa thì rất là rực rỡ luôn. Đấy. Đây vẫn là những cái thân chính của nó nha mọi người nhá. Đấy. Cây nào cũng rất là giật dẹo này. Đường đi nước bước này. Đấy, sau này là anh cũng vẽ một cái ô bên trên này thôi để nó rũ xuống nhá. Đấy. Hoa nở rất là rực rỡ luôn, đẹp tuyệt vời. Đấy. Rất là tươi luôn nhá. Đây là anh đang gần giải nào hút thuốc nào nhá. Ok anh. Đây là những cái cây anh đã vẽ cái đường cung chính cho mọi người nhá. Ấy. Anh đang chạy đường cung. Ui giời, nhìn nó quái nhờ. Ấy, nhìn dáng như dáng thú luôn này. Con này gọi là long chầu thú. Hoa này. Đấy nhá. Các cái cung dây anh đi là dây to là anh đi là toàn vào kiểu đít dây hết. Nẹp dây nhá mọi người nhá. Đấy, nẹp dây thế này thì nó đỡ bị sất thân nhá mọi người nhá. Đây. Cây này anh mới làm được có 5 6 ngày hôm nay mà đã ra chồi non rồi mọi người này. Đấy. Chồi non đấy. Các cái chồi non nhá. Đây. Rất là nghệ thuật luôn. Đấy. Vừa đẹp mà này. Vừa đẹp mà này vừa dĩ luôn. Đấy. Đây nhá. Xung quanh bộ bẹ đó mọi người này. Nhìn rất là đẹp luôn này. Đấy. Cái này là mỗi ngày làm được vài cây đấy anh nhỉ? Nếu mà làm một ngày mà làm chi tiết thì anh làm được khoảng hơn chục cây. Hơn chục cây đúng không? Ừ. Đây là anh vặt lá đi để anh vào dây cho nó đỡ vướng lá cho mọi người nhá. Đấy. Giống làm rất là cẩn thận. Bên cạnh này là những cái giỏ lan gì đây anh? Lan đấy là cái lan đấy là chân rô. Chân rô à? Lan cánh thâm à? Lan này là lan hai cánh hơi thâm. Hai cánh thâm. Ừ. Rồi. Chẳng có mặt hoa gì nhỉ? Này nó... Em nhìn toàn thấy hai cánh xanh. Nó chưa ra. À chưa ra. Ừ. Con này trang trí sân anh em ạ. Thích nhất là những cái cung của nó. Cái cung được làm từ sớm mọi người này. Nó rất là dị dạng luôn nhá. Này. Cháy rồi đấy. Đi xoáy lượn như những cái hình con ốc vậy. Cháy không gì, cháy rồi nó sẽ nổ. Cháy rồi nó sẽ cuốn vào những cái chồi này rồi nó sẽ cuốn vào này mọi người này. Đấy, sẽ cuốn vào nhá. Hoa giấy rất là đẹp luôn. Đây, cái cung của nó đây. Đấy, bỏ cái râu này ra cái là nó khỏe được cái thân ngay. Thân đẹp. Dây bé này anh. Đây là đồ nghề nha mọi người nhá. Dụng cụ làm cây đấy. Rất là ok luôn.
thật là tuyệt vời. Những cây này là sắp xong rồi đúng không? Còn có 3-4 cành nữa là xong. Ừ, còn tương đối là phải 6-7 cành. 6-7 cành, thế là chờ ra hoa nữa là hết. Này là còn 2 cây kia mai làm nốt vào thân làm nốt là Tết nữa quá. 2 cây này đấy à? Ừ. Đẹp nhé. Đây này phải vào dây to. Đây là ở sân nhà nhé mọi người nhá. Ở sân nó bắt đầu là hoa giấy là trồng trồng bao. Đấy. Thứ nhất là nó tôn được cái củ bẹ lên. Hai là nó mát. Thứ hai nữa là nó mát mọi người nhá. Đấy. Mát luôn. Vẽ nó tay chân ra cái nhìn nó đẹp ngay. Đẹp. Đấy. Cởi chân 5 cây mới mát đi. Nóng quá các bác thông cảm. Nóng quá. Rồi. Thời tiết nóng. Đây, còn cái tay cuối cùng nha mọi người nha. Đấy. Loại này nó cũng dẻo nhỉ. Các cái cung đi rất là đẹp luôn. 4-5 giật dẻo. Kỹ thuật. Thôi, video này em xin kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhá.